Chào mọi người, mình là Ngân, đến từ lớp 10 văn. Hôm nay mình sẽ cho các bạn xem góc học tập của mình nha. Đây là bàn học. Ghế ngồi. À, ghế này có thể xoay. Ghế xoay, coi. Ok, đây. Đây là bàn, đây là đèn học. Để ra phần điểm tí nha. Góc học tập thì không có gì đặc biệt cả. Nó chỉ có là đây là chỗ để đựng bút. Đây là hộp ngòi. Đây là bức tranh. Còn đây là tờ đề cương của các môn. Đây là quyển vở, vở ôn văn. Còn đây là con gấu bông mình trang trí thêm nó đẹp thôi. Đây là gương này. Đó, không ra gì hết. Đây là hộp màu. Wow. Ngăn trên thì có. Đây là vở của đây là sách của các môn học. Sách của các môn học. Và đây là chỗ để những tài liệu năm lớp 9 của mình. Mình giữ lại thôi. Mình giữ lại có gì cần thì mình sẽ lấy ra. Đây là giấy A4 để in. Đó, còn ngăn trên này rất là tri thức. Nhìn một thế giới bách khoa ở đây luôn ấy. Đây là có từ điển này, xong các quyển sách để mình tham khảo nữa. Nó rất là nhìn rất là khoa học đấy nhỉ. Đây là những quyển tiếng Anh, những quyển luyện đề đấy để mình có thể luyện khi mà mình rảnh rỗi đó. Và đây là những cái quyển sách mình tham khảo thêm đó. Các học tập, đây là toàn bộ các học tập. Nhìn rất là nhiều sách, toàn là sách thôi à. Bên dưới này bàn học đó. Trên bàn học thì có cái đồng hồ này. Nhưng mà đồng hồ này chết rồi. Mình sẽ thay pin sau. Đó. Đây ảnh thôi. Mình trang trí thêm ý. Ok. Các học tập. Thật ra là ở đây ấy, sẽ không có cái này đâu. Không có cái này mà không có con gấu này luôn. Bởi vì là mình chỉ trang trí thêm cho nó đỡ trống. Với cả cho nó đẹp lên thôi. Để tôn cái góc học tập này lên. Đó. Và đây nữa, ở dưới này thì mình có quyển sách. À, không phải quyển sách mà là góc để những quyển vở này. Xong rồi để những tài liệu xong rồi. Và mọi người đừng quan tâm cái này nhá. Cái này mình chỉ không còn chỗ để thì mình mới để cái này vào thôi. Đó, đây là sách lớp 11, 12 này.